chào các em, thầy thưởng đây. Chào mừng các em đến khóa C của học mãi vn Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật truyền đỉnh cắt bánh trong cái quá trình chúng ta tính thể tích của khối chóp. Thì ở bài học trước chúng ta đã học cách tính thể tích của khối chóp rồi. Nhưng trong quá trình mà học xong bài học này, à, bài học trước ấy thì một số bạn bảo nói, nói rằng là ôi thầy ơi em thấy rằng ở trong quá trình đi thi người ta cho chúng ta các cái khối chóp dị lắm thầy ạ. À. Nó không kiểu khối chóp đẹp đẹp như ở bài trước chúng ta học đâu đôi khi nó chỉ cắt đi một phần nào đó nó bắt tính đấy lung tung cả ra cả thì chính vì vậy chúng ta sẽ có bài học ngày hôm nay nhưng với điều kiện các bạn phải nắm rất là chắc bài học trước thì bài học ngày hôm nay chúng ta mới học được cho đến lúc mà học bài ngày hôm nay đến cái đoạn là tính thể tích khối chóp và dạng đơn giản là bài trước rồi nhiều bạn cứ ngáo ngơ ngáo ngơ ấy thì không học được đâu nhá chú ý chỗ đấy thì hôm nay chúng ta sẽ học một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật chuyển đỉnh cắt bánh trong cái quá trình mà chúng ta tính thể tích khối chóp thì ý nghĩa của cái kỹ thuật này đó là trong thực tế khi tính các cái khối chóp ấy thì đôi khi đôi khi cái đỉnh của khối chóp đó nó không phải là một cái đỉnh nào đó trên cái khối chóp uh, ban đầu đấy mà nó được đưa về trung điểm hoặc đưa về một cái điểm đặc biệt nào đó trong hình. Thậm chí là cái đáy đáy của nó cũng không phải là cái đáy ban đầu mà người ta sẽ tạo ra một cái đáy mới. Thì uh, nội dung của bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học hai cái kỹ thuật. Một gọi là kỹ thuật chuyển đỉnh và cái thứ hai là kỹ thuật cắt bánh cắt bánh ở đây thực chất chính là cái kỹ thuật chúng ta sẽ tính diện tích đáy của nó trong một số tình huống nhá thì ở đây chúng ta sẽ có hai phần một kỹ thuật chân đỉnh hai là kỹ thuật uh, cắt bánh giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chi tiết nhé giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào kỹ thuật đầu tiên đó là kỹ thuật chuyển đỉnh thì như các bạn biết rằng chúng ta đã có công thức tính thể tích của khối chóp khối chóp ở bài trước chúng ta học nó bằng 1 phần 3 cái SH Đúng không nhỉ? Bằng 1 phần 3 cái SH à, S ở đây chính là diện tích đáy Còn H ở đây chính là đường cao của khối chóp Thì ở đây nội dung tư tưởng của bài này Đó là người ta sẽ làm động tác thay đổi hai cái yếu tố này đi Thay đổi diện tích và thay đổi đường cao Đúng không nhỉ? Và chủ yếu chúng ta sẽ làm động tác là so sánh cái thể tích Giữa thể tích cũ và thể tích mới Sẽ nó thay đổi như thế nào để chúng ta tính thì ở đây các bạn cần chú ý như sau đối với công thức này người ta có thể tác động vào hai yếu tố một là đường cao và thứ hai là diện tích đáy đường cao tác động kiểu gì bình thường khi chúng ta làm ở bài trước chủ yếu là chúng ta sẽ tính thể tích của khối chóp đỉnh gì đỉnh s bây giờ người ta sẽ không cho chúng ta tính thể tích của khối chóp đỉnh s nữa mà người ta sẽ di chuyển đỉnh s này đi đấy người ta sẽ di chuyển đỉnh s đi thành một cái đỉnh mới yêu cầu tính thể tích của một cái khối chóp mà đỉnh không phải là s nữa thì khi di chuyển như vậy thì đấy chúng ta sẽ áp dụng cái kỹ thuật chuyển đỉnh Khi di chuyển như vậy thì công thức sẽ là như thế nào Làm thế nào để tính được, làm thế nào so sánh được Thì đấy chính là ý nghĩa của cái gì đấy Kỹ thuật chuyển đỉnh này nhá Còn kỹ thuật cắt bánh thì nó sẽ tác động vào cái gì Diện tích S Vậy chúng ta quay trở lại với cái câu hỏi Khi chuyển đỉnh thì chuyển như thế nào Thay đổi thể tích nó sẽ diễn ra như thế nào Thì ở đây chúng ta chú ý như sau Kỹ thuật chuyển đỉnh này nó có hai, hai kiểu nhá. Một kiểu đó là chuyển theo kiểu song song và một kiểu sẽ chuyển theo kiểu kiểu cắt nó cũng chính là nội dung tư tưởng của cái bài về khoảng cách đấy các bạn cần chú ý cho đấy nhé thì kỹ thuật chuyển đỉnh ở đây chúng ta sẽ có hai trường hợp như sau chuyển song song chuyển song 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 chuyển song song là chuyển như thế nào chuyển song song là đỉnh cũ về đỉnh mới đấy từ đỉnh cũ sang đỉnh mới và cái đường thẳng đi qua cái đỉnh cũ và đỉnh mới đó song song với mặt đáy chú ý nhá ở đây chúng ta sẽ có như sau đường thẳng đường thẳng tạm gọi đường thẳng này đường thẳng cũ mới song song với đáy song song với đáy thì cái đường thẳng cũ mới này mà song song với đáy suy ra thể tích cũ với thể tích mới là như nhau nhá thì trong trường hợp này thể tích cũ và mới là như nhau hay nói cái khác là thể tích của hai thằng này làm sao đấy bằng nhau vì vậy thay vì tính thể tích mới này chúng ta cứ tính thể tích cũ thôi và cho hai cái bằng bằng nhau nó giống như kiểu cái bài về gì đấy khoảng cách đấy chú ý cho đấy nhá thì ở đây chúng ta thấy như sau làm thế nào để biết song song thì thường chúng ta sẽ kẻ cái đường thẳng cũ mới ra xem xem nó ở trạng thái như thế nào giả sử đây là đáy này còn đây là đường thẳng song song với đáy Đường thẳng này nó chứa cái đỉnh cũ Và đường thẳng này nó chứa cái đỉnh mới Trong trường hợp song song như vậy Thì thể tích của cũ với thể tích của mới là như nhau nhá. Chúng ta học lý thuyết trước Rồi tí nữa chúng ta sẽ làm công tác đó là gì đấy Đi ở ví dụ cụ thể Ok chưa Nào tình huống số 2 Đó là chuyển cắt Chuyển cắt Thì cái chuyển cắt này thực chất đó là Cái đường thẳng cũ mới đường thẳng cũ mới. Cũ mới nó cắt đáy. Cắt đáy. Cái đường thẳng cũ mới này nó sẽ gì đây? Cắt đáy. Ok chưa nhỉ? Thì trong trường hợp cái đường thẳng cũ mới này nó cắt đáy thì thể tích cũ với thể tích mới chắc chắn là không bằng nhau được rồi. Đấy. Giả định là diện tích đáy không đổi nhá. Chưa nói gì đến diện tích đáy đâu. Diện tích đáy giữ nguyên, chỉ chuyển đỉnh đi thôi. Ok chưa? Thì trong cái trường hợp này Thể tích cũ và thể tích mới Nó sẽ tỷ lệ với khoảng cách giữa cái Khoảng cách từ điểm cũ này tới mặt đáy Với khoảng cách từ điểm mới này tới mặt đáy Thì nội dung ở đây chúng ta sẽ có như sau Thầy viết ra nhá Đấy, đầu tiên thầy cứ nêu công thức trước đây nhá Tí chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích nó sẽ dễ dàng hơn Đây là mặt đáy này Và đây chúng ta sẽ có cái đường thẳng Đây là đỉnh cũ Và đây là đỉnh mới đây là đỉnh mới Ok chưa nhỉ? Cũ mới Rồi, thì chúng ta biết rằng Cái công thức thể tích nó bằng 1 phần 3 SH Đúng không? Thể tích bằng 1 phần 3 SH Như vậy đường cao thay đổi sẽ làm thể tích này thay đổi Thì nó sẽ tỷ lệ với đường cao Thì trong cái bài khoảng cách chúng ta học rồi Khoảng cách từ cũ xuống đáy so với khoảng cách từ mới xuống đáy. Nó sẽ tỷ lệ theo cũ gắn với giao điểm và mới gắn với giao điểm. Đúng không nhỉ? Như vậy trong trường hợp này, chúng ta sẽ có về cũ trên về mới về cũ trên về mới nó sẽ tỷ lệ với cái việc độ dài đoạn thẳng từ cũ tới giao điểm cũ tới giao điểm ghép với mới tới giao điểm đó như vậy nếu các bạn tính được cái tỷ số này thì thay vì chúng ta tính thể tích mới này các bạn chỉ việc tính cái thể tích của thằng Thằng cũ là xong nó cũng giống như cái bài về gì đấy khoảng cách đấy các bạn thấy không? Hơi hướng của nó giống cái bài về khoảng cách Bởi vì ở đây bản chất của cái công thức thể tích này Trong trường hợp S không đổi Phụ thuộc vào H H đây chính là khoảng cách từ đỉnh xuống xuống đáy Thì nội dung tư tưởng chỉ có vậy thôi nhá Thì bây giờ chủ yếu trong cái quá trình mà chúng ta gì ứng dụng Thì các bạn cố gắng ứng dụng linh hoạt Thì bây giờ để cho bạn dễ dùng hơn Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một số ví dụ nhé Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào ví dụ số 1 Nội dung của ví dụ số 1 như sau cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh A. Như vậy đây chúng ta sẽ có tam giác đều, đáy là tam giác đều cạnh A. <laughs> tam giác SAC là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Ở đây chúng ta có tam giác SAC là tam giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Nói chung là cứ một mặt vuông góc với đáy, đường cao khối chóp chính là đường cao của của mặt. Tam giác SAC là tam giác đều, như vậy đường cao đỉnh S ở đây nó chính là sh với h chính là trung điểm của gì đấy ac đúng không và tam giác này cũng là tam giác đều như vậy sac này cũng chính là tam giác đều cạnh cạnh a gọi d là đường thẳng qua s và song song với ac người ta kèm cái đường thẳng d đi qua s và song song với cái đường thẳng ac trên đường thẳng d này người ta sẽ lấy một cái điểm s thuộc d sao cho s khác điểm s yêu cầu tính thể tích của khối chóp v s ABC nhá. Tính thể tích của khối chóp S ABC. Thì các bạn thấy rằng ở đây để tính thể tích khối chóp S ABC chúng ta có công thức nó chính là bằng 1 phần 3 khoảng cách từ S tới cái mặt phẳng ABC nhân với diện tích của tam giác gì đấy? ABC. Các bạn thấy rằng đáy là tam giác ABC vẫn giữ nguyên. Đỉnh S chuyển từ vị trí S sang vị trí S phẩy Chúng ta sẽ làm động tác kẻ cái đường thẳng đi qua hai cái điểm này Đường thẳng đó chính là đường thẳng nào? Đường thẳng D Chúng ta thấy rằng cái đường thẳng D này gọi là đường thẳng cũ mới Nó song song với mặt phẳng đáy Vì nó song song với mặt phẳng đáy Nên suy ra thể tích của cái khối chóp ABC Thực chất chính là thể tích của khối chóp SABC Như vậy thay vì đi tính thẳng này Chúng ta sẽ đi tính thể tích khối chóp S, A, B, C Thể tích khối chóp S, A, B, C, Cái này sẽ bằng 1 phần 3 đường cao Chính là thẳng SH Nhân với diện tích đáy Chính là diện tích của tam giác gì? ABC. Cái này sẽ bằng 1 phần 3 nhân với SH là đường cao của tam giác đều Tam giác đều này cạnh A Đường cao của nó chính là bằng A căn 3 trên 2 Diện tích tam giác ABC Tam giác ABC là tam giác đều Ở đây chúng ta có tam giác đều cạnh A Diện tích của nó sẽ bằng A bình phương căn 3 trên 4 Và ở đây chúng ta thấy rằng A mũ 3 căn 3 căn 3 rút gọn hết với 3 Các bạn sẽ được là A mũ 3 trên trên 8 Như vậy thể tích khối chóp S phẩy ABC bằng A mũ 3 trên 8 Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án gì đấy Đáp án B Ok chưa nhỉ Đấy thì đối với trường hợp song song kiểu này Thì thường có thể chúng ta sẽ gặp trong tình huống là lăng trụ Đấy cho cái tứ diện này lồng cái lăng trụ nó sẽ gặp nhiều hơn còn đối với chóp kiểu này thường nó sẽ chuyển đỉnh theo kiểu là chuyển cắt nhá giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ tiếp theo giờ chúng ta sang ví dụ số 2 nội dung của ví dụ số 2 người ta cho chúng ta một chóp SABC để chóp tam giác có đáy là tam giác vuông cân chú ý nhá đáy là tam giác vuông cân tại B AB bằng A AB bằng A tam giác SAC đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy Gọi M là trung điểm của SB Yêu cầu tính thể tích của khối chóp VMABC Ok chứ nhỉ Thì ở đây các bạn thấy như sau Muốn tính thể tích khối chóp MABC Thì chúng ta thấy nhá MABC với SABC Thấy hiện tượng gì Ở đây chúng ta thấy chung đáy ABC Hai cái khối chóp này Có chung đáy chính là tam giác ABC Nó chung đáy rồi Đỉnh thì khác Đỉnh này là S còn đỉnh đây là gì đấy m thì các bạn thấy chúng ta nối hai đỉnh này với nhau kẻ đường thẳng sm kẻ đường thẳng sm nó làm sao đây cắt đáy đúng không nhỉ sm giao với đáy abc tại điểm b thì đây gọi là trường hợp cắt đáy thì trong trường hợp cắt đáy này thì các bạn chú ý như sau diện tích đáy không đổi đường cao hay nói cách khác là đỉnh bị chuyển đi thì thể tích giữa tháng cũ và thẳng mới nó sẽ tỷ lệ theo khoảng cách từ hai cái điểm này xuống đáy đúng không như vậy đây chúng ta có thể tích của MABC chia cho thể tích của SABC nó sẽ tỷ lệ theo độ dài của đoạn thẳng chú ý nhá điểm M này bắn ra ngoài M này bắn ra ngoài ghép với cái giao điểm MB Chia cho Điểm S này bắn ra ngoài Ghép với cái giao điểm SB Đó Như vậy thể tích của hai thằng này làm sao đấy Tỷ lệ độ dài MB với SB Bởi vì đáy của nó làm sao Không đổi Không đổi Thay đổi mỗi đỉnh của nó thôi Ok chưa nhỉ Chúng ta thấy rằng MB trên SB bằng bao nhiêu MB trên SB bằng 1 phần 2 Như vậy chúng ta thấy rằng thể tích của MABC sẽ bằng 1 phần 2 thể tích của SABC. Và như vậy, thay vì đi tính MABC, các bạn tính thể tích của SABC. Đúng không? Thì nói chung là khi thầy giảng nó hơi mất nhiều thời gian vậy thôi. Nhưng khi mà cho quen rồi nhìn vào hình biết ngay. M trung điểm gì? Thể tích bằng 1 phần 2. vậy đi tính cái to, chia 2 là xong. Thì cái to tính kiểu gì? Thì chú ý, đây là chóp tam giác thể tích của ADBC sẽ bằng 1/2 đường cao. Đường cao là gì đây? Đây là trạng thái chóp có một mặt vuông góc với đáy. Đường cao của mặt chính là đường cao của của chóp. chúng ta thấy rằng tam giác SAC là tam giác đều. Nên đường cao tam giác SAC thì đây nó chính là đường SH với H chính là trung điểm của AC, đúng không? 1/ Phần chứ đây là 1/3 chứ ghi 1/2. 1/3 SH nhân với diện tích của tam giác gì đấy diện tích tam giác ABC ABC thì ở đây chúng ta sẽ có cái này sẽ bằng 1 phần 3 SH SH là đường cao trong tam giác đều tam giác đều này cạnh bằng bao nhiêu thì chú ý này ABC là tam giác vuông cân tại B với cạnh góc vuông là A như vậy cạnh huyền ở đây nó sẽ bằng A căn 2 A căn 2 trong tam giác vuông cân thì độ dài cạnh huyền chính là bằng độ dài cạnh góc vuông nhân với căn 2. Nó cũng giống như kiểu đường chéo của hình vuông ấy. Thì tam giác vuông cân này chính là một nửa hình vuông mà nhá. Thằng này bằng a căn 2, như vậy SH NH sẽ bằng bao nhiêu? Cạnh nhân với căn 3 chia cho 2. Đấy các bạn thấy không? Khi các bạn đã thuộc các cái công thức đó rồi ấy, thì các động tác tính này làm sao? Rất là nhẹ nhàng thôi. Chứ không thuộc thì bây giờ đi lôi Pitago ra tính ấy, nó mất thời nhiều mất rất nhiều thời gian. Vì vậy nhiều bạn cứ nói rằng là Em làm hình mãi, làm nhanh lắm rồi mà một tiếng làm được 4-5 bài là cùng Thế mà nó ngồi khoảng nửa tiếng nó làm được 20 bài Thì đơn giản thôi Các động tác tính thì làm sao đây? Bụp bụp bụp, lắp bụp bụp vào Đấy, chú ý cho đấy nhá Nào, lại này Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là phải làm động tác là tính SH Đúng không? SH tính bằng cách nào? SH là đường cao trong tam giác đều Nó là đường cao trong tam giác đều Thì công thức của nó là cạnh nhân với căn 3 trên 2 Như vậy bây giờ chúng ta phải đi tính cạnh của tam giác đều SAC Cạnh của tam giác đều SAC thì chính là Một trong những cạnh đó là cạnh AC Đúng không? Cạnh AC này các bạn thấy rằng tam giác ABC vuông cân tại B Nó vuông cân tại B Thì trong tam giác vuông cân Cạnh huyền sẽ bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2 Các bạn nhớ nhé Tam giác này phải là tam giác vuông cân Tức là có hai cạnh góc vuông bằng nhau Thì mới là nhân với căn 2 Chứ còn đây là A mà đây là A căn 3 hoặc là A căn 4 chẳng hạn các kiểu thì không có công thức đấy đâu nhá. Chú ý chỗ đấy. Thì ở đây chúng ta thấy cạnh nó bằng A nên đường chéo là bằng A căn 2. Thằng này bằng A căn 2 thì đường SH sẽ bằng A căn 2 nhân với căn 3 chia 2. Như vậy chúng ta đã tính xong được cái gì đấy? SH. Còn diện tích đáy tam giác vuông cân cho cạnh góc vuông thì sẽ bằng gì đấy? Cạnh góc vuông bình phương chia mấy? Chia 2. Thì nhiều bạn hỏi tại sao? Thì trả lời, hai cạnh này bằng nhau. Diện tích của tam giác vuông thì bằng tích hai cạnh góc vuông chia mấy? Chia 2. Tức là bằng cạnh bình chia mấy? Chia 2. Thì đến đây rồi chúng ta sẽ có a mũ 3 căn 6 chia cho bao nhiêu? 12. Thì đến đây rồi rất nhiều bạn chọn đáp án A, chết luôn. Đấy, cẩn thận. Đây là gì? Thể tích của SABC. Như vậy là cần tính gì đây? Thể tích của MABC. Nhớ cái hệ số này nhá. Đấy, rất nhiều bạn đi thi hay bị nhầm hệ số này này. Đấy hay nhầm cực kỳ luôn trong cái quá trình mà làm bài. Làm ra đến đây rồi sướng quá đọc đề thấy có số đấy khoanh vào đi luôn. Thì chú ý số này phải làm sao nữa? Chia hai nữa. Như vậy đây chúng ta sẽ có là a mũ 3 căn 6 trên 24. Đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án gì? Đáp án B. Đấy các bạn thấy không? Tức là khi các bạn đã có kiến thức buổi trước rồi thì buổi này các bạn sẽ làm sao đây? Tính sẽ cực kỳ nhanh. Chú ý chỗ đấy nhá. Giờ chúng ta sang ví dụ số 3. Nội dung của ví dụ số 3 như sau. Cho hình chóp SABCD. Trong đó ABCD là hình thoi cạnh 2a và góc ABC bằng 60 độ. như bài này hơi đổi hơn một chút, người ta không cho góc 120 độ nữa mà người ta cho góc gì? 60 độ. Thì cũng như nhau thôi. Nếu hình thoi có một góc bằng 60 độ hoặc 120 độ, thực chất là do hai tam giác đều ghép lại với nhau nhá. SA vuông góc với đáy. À, như vậy các bạn thấy rằng đáy là hình thoi thì vẽ hình bình hành hai đất này, hai liền này. Era vuông góc với đáy từ cái da kẻ vuông góc lên Đấy sau nối chúng ta sẽ được SABCD nhá Góc giữa SCD và đáy bằng 60 độ Chúng ta có góc giữa hai mặt phẳng SCD và đáy M là trọng tâm tam giác SCD M là trọng tâm Trọng tâm là giao của ba đường trung tuyến Thì khi lấy điểm M thì cũng không cần thiết là phải vẽ tận hai đường trung tuyến làm gì cả Mà chỉ cần vẽ một đường trung tuyến thôi Sau đó lấy một cái điểm M trên đường trung tuyến đó Sao cho? Nếu gọi N là trung điểm của CD Thì chúng ta sẽ có SM sẽ bằng 2 phần 3 SN nhớ SM sẽ bằng 2 phần 3 SN Ok chưa Yêu cầu tính thể tích khối chóp MABCD Thì các bạn thấy rằng thể tích khối chóp MABCD Đó Khối chóp MABCD Chúng ta thấy rằng đáy của nó chính là ABCD Các bạn thấy không Đáy của nó chính là ABCD Đỉnh của nó chính là đỉnh gì? Đỉnh M Thì bây giờ chúng ta sẽ tính một cái khối chóp dễ tính hơn Có đáy là ABCD Nhưng đỉnh là đỉnh dễ tính Thì đỉnh dễ tính ở đây chính là đỉnh gì? Đỉnh S Như vậy ý tưởng của tôi đó là Chúng ta sẽ chuyển từ thể tích của MABCD Về cái thể tích của gì đấy? SABCD Đúng không? Như vậy chúng ta sẽ so sánh tỷ lệ của thể tích MABCD Với cái thể tích của chóp SABCD thì chúng ta vừa học Đáy không đổi Đáy không đổi Thay đổi đỉnh Các bạn thấy rằng cái đường thẳng đi qua đỉnh cũ đỉnh mới Nó như nào với đáy Nó cắt đáy tại điểm N Như vậy tỷ lệ thể tích của thằng này sẽ được bằng Tính bằng công thức tỷ lệ nhá Điểm M này bay ra Ghép với giao điểm N Điểm S này bay ra Ghép với giao điểm N Như vậy sẽ bằng MN trên SN MN trên SN bằng bao nhiêu? 1 phần 3 1 phần 3 Điều đó cho thấy rằng thể tích thằng MABCD Nó sẽ bằng 1 phần 3 thể tích của thằng SABCD Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thể tích của thằng SABCD Đấy các bạn thấy không? Buổi trước là một cái buổi rất là quan trọng Cuối cùng chúng ta cũng đưa về thể tích của cái bài ấy, buổi trước rồi Đúng không? Nào, S của ABCD Cái này sẽ bằng 1 phần 3 đường cao Chính là SA nhân với diện tích đáy tức là diện tích của hình thoi ABCD. Cái nào dễ tính trước? Các bạn thấy rằng hình thoi SABCD ABCD cái này sẽ bằng bằng bao nhiêu đây? Nó sẽ bằng hai lần diện tích của tam giác ABC. Tam giác ABC là tam giác đều, cạnh là bao nhiêu? 2a. À? Nên diện tích của nó sẽ bằng chỗ này là hai lần nhân với diện tích của nó. Diện tích của nó bằng bao nhiêu đây? Cạnh bình nhân với căn 3 trên 4 tức là bằng 2a tất cả bình nhân với căn bậc 2 của 3 chia cho 4. Rút gọn chúng ta sẽ được 2 căn 3 a bình phương. Như vậy xong cái phần diện tích đáy. Thế còn đường cao SA. Đường cao SA chúng ta sẽ phải dựa vào một cái sự kiện chúng ta chưa dùng. Góc giữa SCD và đáy. Góc giữa SCD và đáy tức là góc giữa mặt bên và và đáy. Góc giữa mặt bên và đáy thì các bạn biết rồi, đúng không? Chân đường cao, kẻ vuông góc với giao tuyến nối với đỉnh xa góc. Thì chân đường cao là điểm nào? Điểm A. Giao tuyến là đường nào? CD. Như vậy từ A phải kẻ vuông góc với CD. Thì đến đây rồi chúng ta sẽ có một cái bài toán to đùng đặt ra là từ A mà kẻ thì vuông nó đi vào đâu? Đúng không nhỉ? Từ A mà kẻ thì nó sẽ đi vào đâu? Thì nhiều bạn không kẻ được ngồi khóc hu đi. Đấy. Thế làm thế nào kẻ được bây giờ? Thì thường muốn kẻ được với những bạn mới học thì có một động tác đó là các bạn hãy tách cái hình đáy này ra cho thầy tách ra ve sầu thoát xác tách cái đáy này ra hãy vẽ chuẩn cho thầy một cái hình thoi được tạo bởi hai cái tam giác đều vẽ chuẩn ra cho thầy ok hình thoi như vậy đây chúng ta sẽ có a b c d yêu cầu từ a kẻ vuông góc với cd thì chú ý này để cho dễ nhìn chúng ta thấy rằng tam giác ACD là tam giác gì? Tam giác đều Vì nó là tam giác đều nên từ A mà kẻ vuông thì nó đi vào đâu đấy? Đi vào trung điểm của CD Mà trung điểm của CD chính là điểm gì? Điểm N Như vậy xong phim rồi Đó Chất lượng cao Kẻ vuông góc với giao tuyến Kẻ vuông góc với giao tuyến Nối với đỉnh Ra góc Như vậy góc của chúng ta ở đây chính là góc gì? SNA Và góc này bằng bao nhiêu độ? 60 độ Đó Xong chưa? Bây giờ yêu cầu tính SA thì đưa về tam giác vuông SNA. Tam giác vuông này vuông tại A. Thì ta sẽ tính A gì? AN. Kết hợp với góc này thì sẽ ra được gì? SA, đúng không? AN tính kiểu gì? Nhìn vào đây này, dễ tính hơn. AN là đường cao. AN là đường cao của cái tam giác ACD. Đường cao trong tam giác đều thì bằng cạnh nhân với căn 3 trên 2, đúng không? Như vậy suy ra ở đây chúng ta sẽ có AN này sẽ bằng bao nhiêu? A căn 3. A căn 3. Bởi vì cạnh của nó là 2A mà, đúng không? AN bằng A căn 3 thì suy ra SA sẽ bằng A căn 3 nhân với căn 3. Vì sao? Bởi vì bằng AN nhân tan của 60 độ. Sao tan của 60 độ thì bằng căn bậc 2 của 3. Như vậy đường cao này bằng bao nhiêu? 3A. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được thể tích của thằng này. Các bạn lắp vào. 1/3 nhân với 3a nhân với diện tích ở đây chúng ta sẽ có là 2 căn 3 a bình phương rút gọn rút gọn các bạn sẽ được là 2 căn 3 a mũ 3. Ok chưa? Thì các bạn chú ý nhá, đây mới là thể tích của SABCD, à thể tích của đúng rồi, SABCD. Nhưng yêu cầu bài toán là tính gì? MABCD cơ. Như vậy thầy phải làm động tác gì đây? Chia 3 nữa, phải chia cho 3 nữa. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án gì? Đáp án B. Đó, các bạn cần chú ý chỗ đấy nhá vừa rồi chúng ta học về cái kỹ thuật truyền đỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ học đến kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật cắt bánh. Thì như các bạn biết rằng uh, trong cái phần ví dụ vừa rồi chúng ta thấy đáy ở đây chúng ta sẽ được giữ nguyên, đúng không? Nhưng trong một số tình huống đáy của chúng ta không được giữ nguyên nữa mà người ta sẽ thu nhỏ nó lại hoặc phóng to nó ra. Bây giờ làm thế nào chúng ta xác định được tỷ lệ về diện tích để chúng ta sẽ xây dựng được cái tỷ lệ về thể tích? Thì chúng ta sẽ đến với kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật cắt bánh nhá. Thì đối với kỹ thuật cắt bánh này về bản chất, về bản chất ở đây chủ yếu chúng ta sẽ so sánh các cái diện tích tam giác với nhau. Đấy. Còn đối với cái phần tứ giác, tứ giác đây thường cắt ra thành các tam giác thì nó có sẵn các công thức tính rồi. Chủ yếu chúng ta sẽ so sánh về cái các cái tam giác với nhau. Thì đối với cái phần diện tích tam giác các bạn chú ý cho thầy. Đối với tam giác ABC tam giác ABC có tam giác ABC này ABC có hai công thức tính diện tích chủ yếu mà chúng ta hay dùng. Công thức thứ nhất, nó sẽ bằng đường cao nhân với cạnh tương ứng. Như vậy, diện tích của tam giác ABC. Cái này sẽ bằng 1 phần 2 đường cao. Chúng ta sẽ có HA. Đúng không? HA. Nhân với cạnh tương ứng là BC. Đây là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai, nó sẽ bằng tích hai cạnh. Xin lỗi. Đây là C, đây là B Nhân với sin góc xen giữa Nó sẽ bằng 1 phần 2 BC Nhân sin của gì? Góc A Thì đây chính là hai cái công thức diện tích tam giác chúng ta hay dùng Nhưng trong thực tế đôi khi với một cái tam giác ABC rất đẹp Một cái tam giác ABC rất đẹp Việc tính diện tích của nó làm sao đây? Khá là đơn giản Nhưng đôi khi người ta không yêu cầu tính diện tích tam giác ABC đâu Đáy của chúng ta bị thay đổi Ví dụ ở đây chúng ta lấy M và N trên AB và AC chẳng hạn, M và N trên AB và AC. Yêu cầu tính diện tích của cái tam giác AMN này này. Đấy, đôi khi chỉ tính diện tích của một phần này thôi. Thì khi đó chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì ý tưởng như sau nhá. Với cái việc tính diện tích tam giác ABC rất là dễ. Nào, diện tích tam giác ABC tính rất dễ. Ví dụ tam giác ABC là tam giác vuông, tam giác ABC là tam giác gì? Cân chẳng hạn. Việc tính nó làm sao đấy? Rất là dễ Thì ý tưởng chúng ta sẽ so sánh tỷ lệ về thể tích À tỷ lệ về diện tích giữa tam giác AMN Với cái tam giác gì đấy? ABC Một câu hỏi to đùng đặt ra đó là diện tích tam giác AMN Trên diện tích tam giác ABC ABC Nó có tỷ lệ bằng bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta chú ý như sau Muốn so sánh được tỷ lệ của hai cái tam giác này Nhiệm vụ chúng ta là đưa về cùng một công thức tính diện tích nhá. Mục tiêu là đưa về cùng một cái công thức tính diện tích của hai cái tam giác này. Tức là chúng ta sẽ cùng đưa về cái trạng thái là đường cao nhân với cạnh tương ứng hoặc đưa về cái trạng thái là tích hai cạnh nhân với sin góc xen giữa. Thế câu hỏi to đùng đặt ra là khi nào đưa về công thức trên và khi nào đưa về công thức dưới? Mỗi thằng đưa về một cái được không? Thì trả lời ở đây mục tiêu của chúng ta là phải đưa cùng về một công thức Đúng không? Khi nào dùng công thức trên và khi nào dùng công thức dưới Trả lời như sau Khi hai tam giác này Có chung một đỉnh Có chung một góc đấy Thì chúng ta dùng công thức gì? Công thức dưới Đúng không nhỉ? Còn trong trường hợp còn lại Chúng ta sẽ làm động tác là dùng công thức ở phía trên Bằng cách xác định các cái gì? Tỉ số Thì ngoài ra đôi khi gặp một số tình huống khó Chúng ta không so sánh được tỷ lệ về diện tích thì bắt buộc chúng ta sẽ phải làm động tác là tính cái phần gì phần bù tức là đôi khi người ta cho chúng ta một cái tam giác lọt thỏm ở giữa tính diện tích tam giác lọt thỏm ở giữa này đấy diện tích tam giác này thì đôi khi diện tích tam giác này các bạn thấy làm sao đây khó tính thì chúng ta tính bằng cách là lấy toàn bộ cái tam giác abc trừ đi ba cái tam giác nhỏ nhỏ này này thì sẽ ra tam giác ở gì ở giữa thì đấy là cách mà lấy gì lấy phần bù của nó ok chưa nhỉ đó chú ý cho đấy nhá thì trong quá trình so sánh nhớ cho thầy cái luật phải đưa về cùng một công thức tính một là công thức trên hai là công thức dưới thứ hai đó là chúng ta sẽ phải làm động tác đó là gì đấy hết sức chú ý các cái công thức này thì các cái yếu tố nó phải gì tỷ lệ với nhau hoặc là cùng nhau ví dụ ở đây chúng ta có tam giác abc tam giác abc chúng ta có tỷ lệ an trên ac an trên ac cái này bằng 1 phần ba chúng ta có tỷ lệ am trên ab AM trên AB Cái này bằng 5 phần 6 Ví dụ thế chẳng hạn Yêu cầu các bạn xác định tỷ lệ về diện tích của tam giác AMN, Diện tích tam giác AMN Với cái diện tích tam giác gì đấy Tam giác ABC So sánh tỷ lệ diện tích của hai thằng này Thì bước 1 Ở đây các bạn thấy như sau này Khi mới học thì có vẻ gì hơi khó Nhưng sau này các bạn quen một vài lần rồi thì cái việc so sánh tỷ lệ này rất là nhanh thôi. Bắt đầu nhìn này. Tam giác AMN và tam giác ABC đều có chung góc A, đều có chung góc A. Như vậy cách làm đơn giản nhất, chúng ta sẽ sử dụng công thức này để tính diện tích. Thằng AMN sẽ bằng 1/2 của AM nhân với AN nhân sin góc A. Đúng không? Còn thằng gì? ABC nó sẽ bằng 1/2 của AB nhân AC nhân sin của A Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng hai thằng này 1 phần 2, 1 phần 2 giống nhau bỏ Sin A, sin A làm sao? Bỏ Như vậy nó sẽ tỷ lệ theo AM trên AB Nhân với AN trên AC Và đến đây rồi AM trên AB thì bằng 5 phần 6 AN trên AC là bằng 1 phần 3 Như vậy chúng ta sẽ có 5 phần 18 Điều đó cho thấy gì? Điều đó cho thấy rằng diện tích của thằng AMN sẽ bằng 5 phần 18 diện tích của thằng gì? ABC. Đó. Từ cái việc có được cái tỷ lệ về thể tích, à, diện tích này rồi nó sẽ suy ra được tỷ lệ về thể tích. Đấy các bạn có hình dung nhỉ? Thì ngoài ra, bài này có thể tính theo công thức này được. Nhưng muốn tính theo công thức này thì các bạn chú ý cái cạnh BC này này, cạnh BC này này. Chúng ta phải đưa về cái cạnh BC sao cho hai cái tam giác này này, hai cạnh đáy của nó phải cùng nằm trên một đường thẳng thì mới được. Câu đó nghĩa là như thế nào? Nếu các bạn tính diện tích tam giác ABC theo công thức là đường cao từ A nhân với BC. Với tam giác AMN tính theo công thức là đường cao từ A tới đường MN. Thì chúng ta thấy đường MN và đường BC nó không cùng nằm trên một đường thẳng. Vì vậy, nếu các bạn dùng công thức này mà lại tính theo kiểu khoảng cách từ A nhân với MN hoặc khoảng cách từ A nhân với BC là không được. Thì khi đó thay vì tính đỉnh A, chúng ta quay sang đỉnh M và đỉnh B. Diện tích của tam giác diện tích của tam giác amn trên diện tích của tam giác abc cái này sẽ bằng nào diện tích tam giác amn sẽ bằng 1/2 khoảng cách từ không lấy đỉnh a nữa lấy đỉnh m cũng được mà lấy đỉnh n cũng được nhá khoảng cách từ m tới an nhân với độ dài an đúng không còn diện tích tam giác abc sẽ bằng 1/2 khoảng cách từ b đấy, khoảng cách từ b tới ac khoảng cách từ b tới ac nhân với độ dài ac Ý như bạn hỏi là sao thầy biết dùng công thức này nhỉ hay ông này đọc đáp án đi dậy đấy thì trả lời như sau nhá nguyên nhân đấy chúng ta biết được đưa về cái công thức này là vì an và ac các bạn thấy hiện tượng gì an và ac cùng nằm trên một đường thẳng thì khi đó chúng ta so sánh về khoảng cách từ M tới đây và từ B tới đây chúng ta gì? Dễ xác định được tỷ lệ hơn, đúng không nhỉ? Như vậy ở đây các bạn thấy rằng 1 phần 2, 1 phần 2, hết Khoảng cách từ M tới AN và khoảng cách từ B tới AC Từ M tới AN, từ B tới AC Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ tỷ lệ theo độ dài đoạn AM trên AB AM trên AB Đấy, hai thằng này tỷ lệ với nhau Còn nhớ không? cái bài về khoảng cách ấy, thầy hướng dẫn rồi đấy chú ý nhá thằng này với thằng này tỷ lệ khoảng cách từ đây xuống đường từ đây xuống đường nó sẽ tỷ lệ theo độ dài hai độ dài đoạn thẳng này đúng không thì bây giờ tương tự cũng vậy thôi từ m xuống đây và từ b xuống đây nó cũng sẽ tỷ lệ theo đoạn ma và ba như vậy ở đây chúng ta sẽ có am trên ab nhân với an trên ac an trên ac ok chưa nhỉ và ở đây chúng ta vẫn được cái bộ số này 5 phần 18 đó, các bạn thấy không? Như vậy khi chúng ta xác định được cùng một công thức rồi Thì chúng ta chỉ việc làm sao đấy? So sánh các cái biểu thức trong cái công thức này với nhau Thì đấy chính là ý nghĩa về cái kỹ thuật cắt bánh Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào một số ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung hơn nhé Giờ chúng ta đến với ví dụ số 1 Nội dung ở ví dụ số 1 này đó là Người ta cho chúng ta mừng chóp tam giác SABC Trong đó ABC là tam giác vuông tại A Luật vẽ đáy một đứt hai liền AB bằng 2A và góc B này bằng 60 độ SA vuông góc với đáy SA bằng A Ok chưa M là trung điểm của BC M là trung điểm của BC N thuộc cạnh AB sao cho AN bằng 1 phần 3 AB Yêu cầu tính thể tích khối chóp SBMN SBMN Ok chưa nhỉ Thì các bạn thấy rằng là đối với cái khối chóp này Đỉnh là đỉnh gì? Đỉnh S Đáy của nó là tam giác BMN thì có một câu hỏi đặt ra là nếu người ta bắt chúng ta tính cái thể tích khối chóp SABC Các bạn có tính được không? Tính được rất dễ đúng không nhỉ? Đấy, tính rất là dễ Bây giờ đây người ta yêu cầu tính thể tích khối chóp SBMN cơ Như vậy chúng ta sẽ so sánh tỷ lệ diện tích giữa cái tam giác BMN Với cái tam giác gì đấy? ABC So sánh hai cái này với nhau Xem xem nó như thế nào Thì các bạn thấy rằng ở đây chúng ta sẽ có như sau Tam giác ABC với tam giác BMN có chung cái gì? Trung đỉnh B, đúng không? Trung đỉnh B thì giúp chúng ta liên tưởng đến động tác đó là đưa về tính diện tích theo công thức góc 1 phần 2 AB sin C, C, đúng không nhỉ? Thì đây chúng ta có như sau Diện tích của tam giác B mà nào? Chia cho diện tích của tam giác ABC Lúc mới học thể viết này thôi hơi lâu một tí Thì đều có số 1 phần 2, 1 phần 2 Bỏ đi này Góc này, xin góc này bỏ đi này như đây chúng ta sẽ có là BN trên BA nhân với BM trên BC. Và cái này sẽ bằng BN trên BA chúng ta sẽ có 2 phần 3 nhân với BM trên BC có 1 phần 2 và được kết quả là 1 phần mấy? 1 phần 3. Như vậy diện tích của thằng này Diện tích của thằng BMN bằng 1 phần 3 diện tích của ABC Hai khối chóp này trung đỉnh đều là đỉnh S đáy tỷ lệ với nhau nên suy ra chúng ta sẽ có thể tích của SBMN. Nó sẽ bằng 1 phần 3 thể tích của thằng nào? SABC. Bằng 1 phần 3 của thằng này. Và như vậy chúng ta sẽ việc chỉ việc đi tính SABC thôi. Thì SABC ở đây V của nó sẽ bằng 1 phần 3 nhân với SA. Nhân với diện tích của tam giác ABC. Thì cái này sẽ bằng 1 phần 3 nhân với A Đúng không? SA bằng A mà Diện tích tam giác ABC Thì các bạn nhìn này Tam giác này là tam giác vuông AB này bằng 2A Đây là cạnh góc vuông Cạnh góc vuông ở một góc Đúng không nhỉ? Nhớ công thức không? Nó sẽ bằng 1 phần 2 Cạnh góc vuông bình phương Tức là 2A bình Đó Cái góc này nó kề với cạnh góc vuông đã biết Như vậy cùng phe với tớ nhân với tang của 60 độ. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 4A bình phương nhân với 2 căn 3. À, nhân với căn 3 đúng không? Như vậy các bạn sẽ có là 2 căn 3. A mũ 3 trên 3. Thì đây chính là thể tích của LABC. Và thể tích của thằng này sẽ bằng chia tất cả cho 3. Các bạn sẽ được là 2 căn 3. A mũ 3 trên, trên 9. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là đáp án gì đây? đáp án B Đó các bạn thấy không Dựa vào cái việc mà nó so sánh diện tích Mà chúng ta đã suy ra được cái gì đấy Thể tích của nó Trong trường hợp chúng ta tính cái thằng gì Thằng dễ và không chơi về thằng gì Thằng khó Ok chứ nhỉ Thì đây chính là một cái ví dụ rất là dễ thôi đấy, Ví dụ này có thể làm theo nhiều cách Nhưng chủ yếu cho các bạn thấy rằng là nếu các bạn tập nhìn một chút thôi Là với những bài hình này các bạn sẽ làm gì Rất là nhanh Chú ý cho đấy nhá Giờ chúng ta đến với ví dụ số 2 Nội dung ví dụ số 2 thầy trích trong đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2016. Nội dung câu hỏi như sau. Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Trong đó AB bằng 6A, AC bằng 7A và AD bằng 4A. Gọi MNP tương ứng là trung điểm các cạnh BC, CD và DB. Yêu cầu tính thể tích tứ diện AMNP. Yêu cầu tính thể tích tứ diện này Thế đây các bạn thấy rằng Để tính thể tích tứ diện này Nếu mà chúng ta tính theo kiểu bình thường Thì chúng ta sẽ gặp khá là nhiều khó khăn Liên quan tới tính diện tích tam giác Liên quan tới gì đấy à, Tìm đường cao đúng không nhỉ Thì ý tưởng của chúng ta đó là chúng ta sẽ So sánh tỉ số thể tích Giữa cái khó tính Với cái dễ tính Thì trong bài này Thể tích của cái chóp tam giác nào dễ tính thì các bạn thấy rằng là đối với những bài kiểu như này Thì cái thằng to nhất là thằng gì? Thường là thằng dễ tính Bởi vì có đường cao rồi Diện tích đáy cũng rất là dễ, đúng không? Thì đối với cái tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc Thế nào là đôi một vuông góc? Thì các bạn chú ý nhá Chúng ta có AB vuông góc với AC Chúng ta có AB vuông góc với AD Đấy, nó giống như kiểu góc tường nhà ấy Và đây chúng ta có AC vuông góc với AD Ba cái đường này đôi một vuông góc với nhau Đấy, nó giống như kiểu góc góc tường ấy Đấy, các bạn nhìn lên một đường lên cao này hai đường sang trái sang phải ok chưa như vậy đây chúng ta thấy rằng thể tích của thằng này nếu bạn nào uh, có công thức chúng ta sẽ làm như sau thể tích của cái thằng đôi một vuông góc này đỉnh a này thì v của nó sẽ bằng a b c d sẽ bằng một phần sáu của ab nhân với ac nhân với ad đây là công thức hay nhiều bạn bảo em chẳng mà em không biết công thức này làm thế nào thì trả lời em làm cứ như bình thường thôi Bình thường là như thế nào Nó sẽ bằng 1 phần 3 đường cao Ở đây chúng ta chú ý AB vừa vuông góc với AC Vừa vuông góc với AD Nên AB ở đây chính là đường cao Đúng không 1 phần 3 của AB Nhân với diện tích đáy Đáy của chúng ta chính là tam giác gì Tam giác vuông tại A Nên diện tích đáy của nó sẽ bằng 1 phần 2 Của AD nhân với AC Và cuối cùng 1 phần 2 nhân 1 phần 3 Chính là 1 phần 6 của AB nhân AC nhân AD và chúng ta sẽ được kết quả đó là ba thằng này nhân với nhau 7 x 4 nhân 6 Tất cả chia mấy đây Chia cho 6 Như vậy chúng ta sẽ được kết quả là 7 4 28 28 A mũ 3 Ok chưa nhỉ Thì đây chính là thể tích của khối tứ diện ABCD Thế bây giờ với khối tứ diện AMNP chúng ta làm như thế nào Thì ý tưởng chúng ta sẽ so sánh tỷ lệ thể tích của ABCD với AMNP thì các bạn thấy chúng ta thấy là MNP nằm trên mặt phẳng BCD, các bạn thấy không? Vì vậy ở đây chúng ta thấy khoảng cách từ A tới MNP với khoảng cách từ A tới BCD làm sao đấy? như nhau, đúng không nhỉ? Như vậy tỉ số thể tích giữa hai thằng này nó sẽ phụ thuộc vào tỉ số diện tích giữa MNP với thằng nào? ABC à, với BCD, đúng không? nào ở đây cho ta chú ý nhá, V của ABCD. Chúng ta thể tính bằng cách khác là bằng 1 phần 3 Khoảng cách từ A tới cái mặt phẳng BCD Nhân với diện tích của tam giác BCD BCD Đúng không? Còn thể tích của AMNP AMNP Sẽ bằng 1 phần 3 Khoảng cách từ A tới mặt phẳng MNP Nhân với diện tích của tam giác MNP MNP Thì chúng ta thấy rằng 1 phần 3, 1 phần 3 như nhau Khoảng cách từ A tới BCD với khoảng cách từ A đến MNP là như nhau Như vậy tỉ số thể tích của hai thằng này Tỉ số thể tích của hai thằng này Sẽ phụ thuộc vào tỉ số diện tích của hai tam giác này Đúng không nhỉ? Như vậy suy ra ở đây chúng ta sẽ có Thể tích của ABCD Chia cho thể tích của AMNP Nó sẽ tỷ lệ với diện tích tam giác BCD chia cho diện tích của tam giác MNP MNP đúng không? Tam giác BCD với tam giác MNP. Vậy làm thế nào để xác định được tỉ số diện tích của hai cái tam giác này bây giờ? Đấy. Làm thế nào để xác định được tỉ số diện tích của hai tam giác này bây giờ? Thì để cho bạn dễ hình dung thầy sẽ tách cái hình này ra. Đấy, tách hình này ra một chút nhá. Tam giác BCD. Đây là tam giác BCD. MNP là lượt là, là trung điểm. Đây là M, đây là P, đây là N. MNP yêu cầu xác định tỉ số diện tích giữa tam giác MNP với BCD. Thì hai tam giác này các bạn thấy rằng là góc làm sao đây? Có vẻ nhìn không giống nhau về về góc nhỉ? Nhưng nếu bạn nào nhìn kỹ phát hiện kỹ ra chúng ta sẽ thấy rằng góc cũng có thể giống nhau đấy. Thực ra đây chúng ta thấy rằng hai góc này bằng nhau này. Bởi vì tứ giác BPNM là hình bình hành Đúng không? Thì nói chung là ok, coi như các bạn không nhận ra điều đó đi Chúng ta sẽ để ý một chút là chúng ta sẽ thấy là MP song song với CD Đấy, Các bạn nhìn thấy rằng là có MP song song với CD Đúng không? Hoặc là có MN song song với BD Hoặc là có gì đấy? NP song song với BC Nói chung chỉ cần một cạnh của thằng này song song với một cạnh của thằng kia thôi Đấy, kiếm thằng cạnh này song song cạnh thằng kia Thì chúng ta sẽ dựa vào công thức tính diện tích tam giác đó là đường cao nhân với gì đấy Ở Cái cạnh tương ứng Thì nó sẽ có này Diện tích tam giác MNP Sẽ bằng 1 phần 2 Giả sử thầy lấy cạnh MP Nó sẽ bằng 1 phần 2 khoảng cách từ N Tới cái cạnh MP Nhân với độ dài MP Đúng không? Còn diện tích của tam giác BCD Cái này sẽ bằng 1 phần 2 Thì chú ý này Thằng MP này nó song song với thằng CD Đúng không? Nó song song với thằng CD Nên ở đây đối với tam giác ở phía trên Lấy MP tam giác ở to to này này Chúng ta sẽ lấy CD nhá Chúng ta sẽ có khoảng cách từ B Tới thằng CD Nhân với độ dài CD Thế nhiều bạn bảo tại sao lại đưa về cái động tác này Mà không lấy đỉnh C mà không lấy đỉnh đỉnh D Thì đây các bạn chú ý Mục tiêu của chúng ta là so sánh tỷ lệ về thể à, về diện tích Chính vì vậy chúng ta sẽ kiếm các cái yếu tố tương đồng nhá. Thì 1 phần 2, 1 phần 2 là hết này Khoảng cách từ N tới MP Khoảng cách từ N tới MP So với khoảng cách từ B tới CD Đấy, theo các bạn, tỷ lệ của hai thằng này như nào với nhau Từ B tới CD kẻ vuông góc Từ N tới MP cũng kẻ vuông góc Các bạn so sánh hai đoạn này với nhau Đấy, các bạn thấy không? Khi lấy chung cái cạnh đáy thế này Thì cái việc so sánh tỷ lệ giữa hai đường vuông góc này làm sao đây? Rất dễ, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy rằng từ N tới MP so với từ B tới CD Nó bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 Đúng không nhỉ? Như vậy tỷ lệ của hai thằng này trên nhau này Nó sẽ bằng bao nhiêu đây? 1 phần 2 Chia cho tam giác BCD Cái này sẽ bằng 1 phần 2 Cái này là bằng 1 phần 2 của cái này Đúng không? Đấy Tiếp đến ở đây chúng ta sẽ có MP trên CD MP trên CD MP trên CD Cái này bằng bao nhiêu? Cũng bằng 1 phần 2 luôn 1 phần 2 Như vậy chúng ta được kết quả là 1 phần 4 Đấy các bạn nhìn thấy không? Thì ở đây trong cái quá trình mà làm bài Thì cái ý tưởng đầu tiên Trong trường hợp không trùng cạnh Hoặc không trùng góc Thì ý tưởng là chúng ta sẽ kiếm Một cái cạnh của tam giác này Song song với một cạnh của tam giác kia Để chúng ta so sánh tỷ lệ Về đường cao nhá Đấy, kiếm cạnh tam giác này Song song với cạnh tam giác kia để so sánh tỷ lệ Ok chưa? Rồi, như vậy đây chúng ta có diện tích của tam giác này Sẽ bằng 1 phần 4 diện tích của tam giác BCD Thì ở đây các bạn thấy rằng Như vậy suy ra tỷ lệ này bằng bao nhiêu? BCD chia MNP các này xong mấy? 4 Và từ đó suy ra V của AMNP Sẽ bằng 1 phần 4 V của ABCD Đó Và chúng ta sẽ bằng 28 chia 4 được 7A mũ 3 Và đáp án chính xác của chúng ta ở đây chính là đáp án gì? Đáp án D Đó, đáp án D Ok chưa nhỉ? Đó thì đây chính là nội dung của cái Ví dụ này, trong cái quá trình mà chúng ta gì đấy Cắt bánh Thì nhớ cho thầy, rất nhiều bạn trong cái quá trình làm ở Em không thể nào cắt nổi cái bánh này Thì nhớ nhá Bản chất của cắt bánh đó là Đưa cái diện tích đáy đấy Đấy Đưa hai cái đáy đó Về cùng một công thức để tính diện tích mục tiêu để đưa cùng một công thức để chúng ta so sánh các cái yếu tố trong hai công thức đó với nhau. Ví dụ, ở đây các bạn thấy rằng đều đưa về công thức đó là gì đấy? Đường cao nhân với cạnh tương ứng, đúng không? Sau đó so sánh các cái yếu tố này với nhau, so sánh các yếu tố này với nhau. Thì không có một công thức chung nào là bắt buộc phải đưa về dạng này hay đưa về dạng kia. Thì trong quá trình làm chúng ta cứ đúc kết thành các kinh nghiệm để chúng ta gì đấy? Chúng ta làm. Ví dụ cái đối với góc kia chúng ta có một yếu tố rất là dễ nhận thấy đó là gì đấy? Có chung góc, đúng không nhỉ? thì đưa về công thức góc còn nếu không kiếm được cạnh song song này hoặc là kiếm được cạnh trùng nhau này thì chúng ta sẽ đưa về về công thức đường cao nhân với cạnh tương ứng đúng không thì đây chính là nội dung của ví dụ số 2 giờ chúng ta đến với ví dụ số 3 nội dung của ví dụ số 3 là cho hình chóp tam giác đều SABC tâm mô cạnh đáy bằng 3a cạnh đáy bằng 3a cạnh bên 2a MNP lần lượt là trung điểm của AB AC và SO D là điểm thuộc cạnh BC sao cho BD bằng 4 lần DC. Yêu cầu tính thể tích của khối chóp PMND. PMND. Ok chưa nhỉ? Thì bây giờ để tính thể tích khối chóp này, khi nhìn vào đây một cái chúng ta thấy rằng là cái dễ tính, tức là thể tích của thằng SABC chắc chắn là dễ tính, đúng không? Thế còn thằng PMND ở đây sẽ bằng cái gì? Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy ngay. Bước 1, các bạn sẽ phải tìm được cái tỉ số thể tích thì chúng ta thấy ở đây chúng ta có là đáy của hai thằng này đều nằm trên một mặt phẳng đáy của hai thằng này đều nằm trên một mặt phẳng đó là mặt phẳng gì abc khoảng cách từ p xuống đây bằng 1 phần hai khoảng cách từ s như vậy chúng ta có tỷ lệ thể tích như sau đầu tiên về đường cao chúng ta thấy là bằng 1 phần hai đúng không đường cao xuống đây là bằng 1 phần hai tiếp tục tìm tỷ lệ về diện tích thì để cho bạn dễ hình dung Thầy vẽ cái tam giác ABC ra đây A B C Trung điểm Trung điểm Và đây chúng ta sẽ có điểm D Các bạn sẽ có là MN D Nhiệm vụ chúng ta phải so sánh tỷ lệ về diện tích giữa tam giác MND với tam giác gì? ABC Thì làm chậm thì sẽ làm như sau Thấy rằng thằng này trung điểm, thằng này trung điểm nên có MN song song với BC. Như vậy chúng ta có diện tích của tam giác MND. Chia cho diện tích của tam giác gì? ABC. Tính theo công thức 1 phần 2. Khoảng cách từ D tới đường MN. Tại sao lại tính từ D? Bởi vì chúng ta thấy MN song song với BC. Nên sẽ chọn đỉnh này. Tính xuống. Nhân với độ dài MN Tất cả chia cho 1 phần 2 Nhân với khoảng cách từ đâu? Từ A Tới gì? BC Nhân với độ dài BC Ok chưa nhỉ? Nhận thấy rằng hai thằng này song song với nhau Nên tam giác MNC thì chọn MN làm cạnh đáy Tam giác ABC chọn BC làm cạnh đáy So sánh tỷ lệ 1 phần 2, 1 phần 2 Hết Từ D tới MN So với từ A tới BC kẻ vuông góc kẻ vuông góc đúng không thì chúng ta thấy rằng hai thằng này làm sao đấy thằng này sẽ bằng 1/2 của của thằng này đúng không bởi vì đây là trung điểm thì khi kẻ thì các bạn thấy làm sao đây hai thằng này là bằng nhau mà thằng này bằng với thằng này nên suy ra thằng này sẽ bằng 1/2 đúng không như vậy tỷ lệ này bằng bao nhiêu đây 1/2 nhân với độ dài mn chia cho độ dài bc mn trên bc tỷ lệ bằng 1/2 như vậy đáp số ở đây chúng ta thấy là tỷ lệ với diện tích là 1 phần 1 phần 4 Tỷ lệ đường cao 1 phần 2, tỷ lệ diện tích 1 phần 4 Như vậy chúng ta sẽ có tỷ lệ là 1 phần 1 phần 8 Điều đó có nghĩa là thể tích của PMND Sẽ bằng 1 phần 8 thể tích của SABC Đó, như vậy trong cái quá trình ở nhà Chúng ta phải luyện sao cho cái tỷ số này chúng ta phải gì? Ra rất nhanh, đúng không? Nhìn về đường cao nhìn về diện tích dịch đáy. Giờ chúng ta sẽ tính thể tích của SABC. Thì top tam giác đều, đúng không? Thì SABC các bạn sẽ có 1 phần 3 nhân với. Nhân với gì ở đây? Các bạn sẽ thấy như sau. Diện tích đáy. Đáy ở đây sẽ bằng cạnh bình. 3 tất cả bình. Nhân với căn 3 trên 4. Đường cao là SO. SO thì muốn tính SO các bạn sẽ đưa về tam giác gì đấy S B Đây là tam giác vuông Đúng không Cái bài thể tích của khối chóp chúng ta học rồi Tam giác vuông ở đây chúng ta sẽ có SO bình phương sẽ bằng SB bình phương trừ đi OB bình Mà SB ở đây các bạn thấy bằng bao nhiêu? 2A à? Nhiệm vụ phải tính OB nhá. Thì các bạn nhớ đáy là tam giác đều O là tâm đáy Thì độ dài OB ở đây chính là bán kính đường tròn ngoại tiếp OB ở đây chúng ta sẽ có OB sẽ bằng 2 phần 3 đường cao của tam giác ABC. Tam giác ABC đây là tam giác gì? Đều. Như vậy thằng này sẽ bằng 2 phần 3 của 2 phần 3 của đường cao trong tam giác đều cạnh nhân với căn 3 trên 2. Như vậy đây chúng ta có gạch, 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 gạch. Như vậy bằng A căn 3. Điều đó cho thấy rằng OB bằng A căn 3. Và từ đó chúng ta sẽ tính được SO 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 bình thì bằng SB bình Tức là 4A bình Trừ đi OB bình 3A bình 4A bình trừ 3A bình thì còn A bình Như vậy SO đây bằng mấy? Bằng A Và như vậy đây chúng ta sẽ có nhân với A Rút gọn các bạn sẽ được Chỗ này sẽ là bao nhiêu đây? 9 9 chia 3 được 3 3 căn 3 A mũ 3 trên 4 Và đây là thể tích của SABC còn đối với thể tích của PMNB phải chia mấy? Chia 8. Cái này chia 8 thì các bạn sẽ có cái này sẽ là bao nhiêu? 32. 3 căn 3 a mũ 3 trên 32. Các bạn sẽ chọn đáp án gì đây? Đáp án B. Ok chưa nhỉ? Đấy thì trong cái quá trình mà làm, các bạn phải cố gắng làm sao trong cái quá trình ở nhà cho phải luyện để lấy các kỹ năng cũng như phản xạ này. Các cái tỷ số này phải xác định rất là nhanh và cái việc tính toán này cũng phải tính toán rất là gì? Nhanh. Hãy làm các bài tập mà thầy cung cấp để chúng ta luyện tập tốt hơn với thể tích của các cái hình đơn đơn giản này nhá. Giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ tư. Qua ví dụ thứ tư này, thì thầy sẽ trình bày cho các bạn hai cách. Một cách đó là áp dụng cái bài ngày hôm nay về kỹ thuật chuyển đỉnh cắt bánh. Và cách thứ hai là áp dụng ở mức độ nâng cao hơn, nhanh hơn. Và thầy hy vọng rằng sau khi học cái bài ngày hôm nay, ấy, các bạn cố gắng nếu mà làm được theo cách thứ hai là tốt nhất, nhá. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung chi tiết của bài này. Ở đây người ta cho chúng ta chóp tứ giác đều SABCD. Có AB bằng A. SA bằng A căn 2. Gọi MNP lần lượt là trung điểm của SA, SB và CD. Tính theo A thể tích tứ diện AMNP. A M N P. Ok chưa? Thì với cái bài toán này các bạn thấy rằng tứ diện này nó nằm khá là lung tung. Đấy. Thì khi tính thể tích của cái tứ diện này Chúng ta phải xem xem là chúng ta sẽ sử dụng cái công thức liên quan tới đỉnh và đáy nào cho nó phù hợp Mà nếu các bạn chọn không phù hợp thì cái việc tính của chúng ta sẽ rất là khó khăn đúng không? Ví dụ nếu các bạn chọn đỉnh A Chúng ta phải tính diện tích của tam giác PMN Cũng khá khó Sau đó phải tính khoảng cách từ A tới PMN Nhìn cũng có vẻ khá lung tung đúng không nhỉ? Như vậy ý tưởng của chúng ta là chọn cái đáy nào nó đẹp đẹp một chút Thì các bạn thấy rằng AMN Nó nằm trên mặt SAB Như vậy ý tưởng của tôi là sẽ tính Cái thể tích này Bằng cách xoay cái tứ diện Trở về chóp tam giác Có đỉnh là đỉnh P Còn đáy là AMN Như vậy Thể tích của tứ diện này V của AMNP Nó sẽ bằng V của P AMN Và sẽ bằng 1 phần 3 khoảng cách từ P tới mặt phẳng AMN nhân với diện tích của tam giác AMN. Đúng không? Thì bây giờ khoảng cách từ P tới AMN, chúng ta phải dựng khoảng cách từ P tới cái mặt phẳng AMN. Thì P ở đây không phải chân đường cao. Nên ý tưởng của chúng ta đó là đẩy khoảng cách từ P về O. Đẩy khoảng cách từ P về O, các bạn kẻ cái đường PO kéo dài nó cắt cái mặt phẳng SAB tại cái điểm E chẳng hạn, đúng không? thì chúng ta dễ dàng chứng minh được O chính là trung điểm của gì PE đúng không? O chính là trung điểm của PE như vậy khoảng cách từ P tới mặt phẳng này sẽ bằng hai lần khoảng cách từ O tới cái mặt phẳng SAB các bạn nhớ nhá mặt phẳng AMN thực chất chính là cái mặt phẳng gì SAB hai mặt phẳng này trùng nhau. Ok chưa nhỉ? Như vậy cái khoảng cách từ P này này tôi sẽ đẩy về khoảng cách từ O. Nó sẽ bằng hai lần khoảng cách từ O tới cái mặt phẳng EAB. Mà khoảng cách từ O tới mặt phẳng SAB e chúng ta có sẵn thần chú rồi. O ở đây chính là chân đường cao. SAB e là mặt đổ, đúng không nhỉ? Lý thuyết nói gì? Chân đường cao kẻ vuông góc với giao tuyến thì chính là OE rồi. OE vuông góc với AB nối với đỉnh nối với đỉnh S và dựng chéo lên đúng không ký hiệu đây là O OH nhé OH như vậy thằng này chính là gì OH hai lần OH và nhiệm vụ chúng ta chỉ việc đi tính thì thôi OH thôi thì OH ở đây các bạn thấy rằng tam giác SOE đây là tam giác gì vuông đúng không nhỉ nói chung là thằng OH này thầy nghĩ là các bạn phải làm được rồi sau khi học xong cái bài về khoảng cách nhá. Thì OH đây chúng ta sẽ có cái này sẽ bằng bao nhiêu đây? OH <laughs> này. OH đây nó OH sẽ bằng OH sẽ bằng tam giác vuông SOE. OH sẽ bằng SO nhân với OE chia cho SE. SE chính là bằng căn bậc 2 của SO bình cộng với OE bình. Đó. Và cái này sẽ bằng SO bằng bao nhiêu? Thì các bạn thấy SB là bằng a căn 2. Cái hình vuông này cạnh a, như vậy đường chéo của nó sẽ bằng a căn 2. Đường chéo nó bằng a căn 2 thì cái đoạn OB này sẽ bằng a căn 2 trên 2. Như vậy SO bình phương sẽ bằng SB bình phương trừ đi OB bình phương. Tức là bằng 2a bình phương chia cho a bình phương, đúng không? Tính chậm một chút nhá, không lại nhầm này. Chỗ này chúng ta có OB thì bằng a căn 2 trên 2. Cái này bằng A căn 2 trên 2 Đúng không? Như vậy suy ra SO sẽ bằng SO sẽ bằng Căn bậc 2 của SB bình Tức là bằng 2A bình Trừ đi cái này bình phương Tức là bằng A bình trên 2 2, 2 là 4 trừ 1 còn 3 Như vậy chúng ta sẽ có là A căn 6 trên, trên 2 SO bằng A căn 6 trên 2 Lắp vào công thức này Các bạn sẽ được là A căn 6 Chia cho 2 Nhân với OE OE chính là bằng một nửa của cạnh hình vuông A trên 2 Tất cả chia cho SO bình Tức là ở đây chúng ta sẽ có là 3 bình trên 2 Cộng với OE bình OE ở đây chúng ta có là A trên 2 bình phương lên các bạn sẽ được là A bình trên trên 4 Và cái này rút gọn chúng ta sẽ có Ở đây chúng ta có 4 đúng không? Nhân 2 vào đây 6 cộng 1 là 7 Như vậy dưới mẫu ở đây chúng ta sẽ có là A căn 7 trên 2 A căn 7 trên 2 Cho bài 2 là 4 Và đây chúng ta sẽ có là A bình phương căn 6 Rút gọn các bạn sẽ được Ở đây chúng ta có A, A 4 với 2 như vậy dưới mẫu còn 2 đúng không? Các bạn sẽ có là A này Căn 6 chia cho 2 căn 7 Đây chính là độ dài của đoạn OH Đúng không nhỉ? Đây chính là độ dài của đoạn OH Và như vậy đây chúng ta thấy là Cái khoảng cách này là tính là đã xong nhớ là tí nữa cho này phải nhân với mấy nữa nhân với hai nhá quên là thôi như xong luôn đấy diện tích của tam giác amn Bề đến phần thứ hai diện tích của tam giác amn ý tưởng là so sánh diện tích của tam giác amn với diện tích của tam giác s a b so sánh diện tích hai thằng này với nhau thì các bạn thấy rằng am và sa là chung cạnh như vậy ý tưởng của tôi là tôi sẽ chuyển thành diện tích của tam giác nam Chia cho diện tích của tam giác BSA BSA Tại sao lại xoay kiểu này Bởi vì chúng ta thấy có chung cái cạnh này này Thì khoảng cách, tỷ lệ khoảng cách nó sẽ gì Dễ tính hơn Thì thằng ở trên công thức sẽ là 1 phần 2 Khoảng cách từ đâu Từ N Tới cái thằng MA Nhân với độ dài MA Chia cho Cái này sẽ là 1 phần 2 Khoảng cách từ Từ B tới thẳng SA nhân với độ dài của SA. Đúng không? Thì chúng ta thấy rằng 1/2 1/2 làm sao? Hết khoảng cách từ N tới MA, từ N tới MA so với khoảng cách từ B tới SA, từ B tới SA. Thì các bạn thấy rằng đường BN cắt cái đường SA tại điểm S. Nên tỷ lệ khoảng cách từ N xuống đây so với khoảng cách từ B xuống đây, chúng ta thấy rằng N là trung điểm nên khoảng cách này sẽ bằng bao nhiêu? 1/2 Đúng không nhỉ? Như vậy tỷ lệ này sẽ bằng 1 phần 2 Thằng này trên thằng này là bằng 1 phần 2 Thế MA trên SA MA trên SA cũng bằng 1 phần 2 Như vậy thằng này bằng bao nhiêu? 1 phần 4 Điều đó cho thấy rằng Diện tích của tam giác này sẽ bằng 1 phần 4 Diện tích của tam giác gì đấy? SAB Vì vậy chúng ta sẽ đi tính diện tích Của cái tam giác SAB này Ok chưa? Thì diện tích của tam giác SAB thì nó sẽ bằng gì? 1 phần 2 của SE nhân với AB Đúng không? Giờ chúng ta sẽ đi tính gì? SE SE sẽ bằng căn bậc 2 của SO bình cộng OE bình OE bình phương Và cái này sẽ bằng SO bình Thì SO bình ở đây chúng ta thấy là nó vừa là bằng bao nhiêu đây? 3 bình trên 2 Cộng với OE bình OE bình ở đây chúng ta sẽ có cái này sẽ là A bình trên 4 A bình trên 4 Và như vậy chúng ta sẽ có là A căn 7 trên 2 A căn 7 trên 2 Từ đó suy ra chúng ta có diện tích của tam giác SAB Cái này sẽ bằng 1 phần 2 SE A căn 7 trên 2 Nhân với AB Nhân với A Như vậy chúng ta sẽ có là A bình phương Căn 7 trên mấy? Trên 4 đây chính là diện tích của tam giác SAB Đúng không? Khá là dài Nào lắp vào đây Bằng 1 phần 3 1 phần 3 Khoảng cách từ P tới đây bằng 2 lần OH Đấy nhớ nhá Đoạn này phải vòng tròn vào thì lúc mà kiểm tra là thay vào nó đỡ quên 2 lần OH OH đây Đúng không? Đây chính là OH A căn 6 Trên 2 căn 7 nhân với diện tích của tam giác AMN 1 phần 4 diện tích tam giác A là B A bình căn 7 chia mấy chia 4 cái này sẽ là bằng bằng bao nhiêu đây căn 7 với căn 7 này hết này 2 với 2 hết này đúng không như vậy đây chúng ta sẽ có là A mũ 3 A mũ 3 căn 6 chia cho 3 4 12 12 x 4 là 48 thì đây chính là thể tích của cái khối chóp A, M, N, P Ok chứ nhỉ? Đấy các bạn thấy làm sao đấy? Chúng ta tính được bằng cách dựa vào cái đoạn là tỉ số thể tích Đúng không nhỉ? Nhưng mà cách này làm sao đây? Cũng khá là mệt Khá là mệt Tính rất là nhiều yếu tố Mà đôi khi tính với vẩn rất dễ nhầm Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cách thứ hai Đẳng cấp hơn Nhưng nó cũng sẽ khó thực hiện hơn một chút So với những người công lực yếu vì vậy thầy hy vọng rằng các bạn hãy cố gắng luyện tập với các bài tập này để công lực nó tăng lên nhé. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cách thứ hai. Vừa rồi chúng ta đã đến với cách thứ nhất để tính thể tích của khối tứ diện AMNP, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật chuyển đỉnh cắt bánh ở dạng nâng cao hơn một chút để chúng ta chuyển cái thể tích AMNP này về một cái dễ tính hơn nhé. Nào, ở đây chúng ta sẽ có cái điểm xuất phát đó là thể tích của AMNP, À, P. Bây giờ ý tưởng của tôi là chúng ta sẽ phải làm động tác là chuyển cái thể tích này này, so sánh cái thể tích này về cái dễ tính hơn. Bây giờ thầy sẽ làm một động tác như sau. Thường những cái dễ tính hơn là những cái thể tích của những cái hình nó sẽ lấy các đỉnh của cái khối chóp tứ giác SABCD. Như vậy, từ các cái điểm nằm rất lửng lơ MNP ở đây, chúng ta sẽ có ý tưởng là đẩy các cái điểm này dạt về các đỉnh của cái khối chóp tứ giác này Nhưng khi dạt về các bạn nhớ Muốn dạt về không thể dạt một cách lung tung được Mà phải dạt có quy tắc Chú ý nhá Rồi, ở đây chúng ta nhận thấy rằng Cái AMN nằm trên cái mặt phẳng SAB Vì vậy tôi sẽ quay về đỉnh P Chuyển thành thể tích của P AMN N Ok chưa? Đỉnh là P, đáy là AMN Bây giờ thầy sẽ dạt cái đỉnh P này này Về đỉnh D Thế nhiều bạn bảo Tại sao lại nghĩ đến việc dạt P về D Thì trả lời Ý tưởng của chúng ta là đẩy hết MNP này Về các đỉnh của cái Chóp tứ giác đều Để chúng ta suy ra tỷ lệ về thể tích Thì khi các bạn đẩy từ P về D Đẩy từ P về D Thì các bạn phải Xem xem cái đường PD này này Như thế nào với mặt phẳng AMN Đấy các bạn. Khi đẩy phải nhớ xem nó như nào mặt phẳng AMN. Thì chúng ta thấy rằng cái đường PD này song song với AMN. Đúng không? Vì đường PD song song với AMN nên PD song song với mặt phẳng AMN nên thể tích của thằng PAMN cũng chính là bằng thể tích của thằng DAMN DAMN Các bạn nhớ. Khi chúng ta chuyển đỉnh chuyển đỉnh mà cái đỉnh mới với đỉnh cũ Đường thẳng cũ mới Song song với mặt phẳng đáy Thì khi đó thể tích làm sao đấy Không đổi trong trường hợp đáy giữ nguyên Đúng không Như vậy thể tích của thằng PAMN Nó bằng thể tích của thằng DAMN Như vậy thầy đã đẩy xong đỉnh P về đỉnh D Xong một đỉnh Sau khi đẩy về D xong rồi Cái chóp của chúng ta sẽ là D A -M. N Thì đây chúng ta lại nhận thấy rằng M A D Nằm trên mặt phẳng S A D Đúng không? M này D này A Vẽ ra nhá M D A Nằm trên cái mặt phẳng S A D Nên thầy sẽ lại xoay Thay vì thầy dùng đỉnh D Thay vì thầy dùng đỉnh D Thầy nó sẽ chuyển về đỉnh N Như vậy thể tích của thằng này Chính là V của N đáy là gì? AMD. AMD. Đúng không? Chuyển sang cái đáy này để đẩy cái đỉnh N này về đỉnh mới. Có hiểu không nhỉ? Thế nhiều bạn bảo đang để cái đáy này đẹp xong lại bị chuyển sang đáy kia. Trả lời, chuyển sang cái đáy này để đẩy cái điểm N này đi vào chỗ đẹp, đúng không? Thế đẩy điểm N vào chỗ đẹp thì đẩy về đâu? Thì chú ý, điểm N này không thể đẩy về S được. Điểm N mà đẩy về S thì khi đó nó không còn tứ diện nữa có hiểu không nhỉ N mà đẩy về S thì nó nằm trên mặt phẳng đáy mất rồi đấy như vậy điểm N này sẽ đẩy về điểm B điểm N này sẽ đẩy về điểm B điểm N về đẩy về điểm B thì chúng ta sẽ thấy nhá cái đường cũ mới cũ mới đấy cái đường cũ mới như thế nào với mặt phẳng MAD đây là đáy mà đúng không thì nhớ mặt phẳng MAD ở đây thực chất chính là mặt phẳng S A D đúng không thì các bạn thấy rằng đường cũ mới này nó cắt cái mặt phẳng đáy tại S Cắt mặt phẳng đáy tại S Như vậy tỷ lệ giữa cũ và mới nó sẽ tỷ lệ theo đoạn NS Trên cái đoạn BS NS bằng bao nhiêu lần của BS? 1 phần 2, đúng không? Như vậy thể tích này sẽ bằng Thể tích này sẽ bằng Vì NS chia cho BS bằng 1 phần 2 nên thể tích này sẽ bằng 1 phần 2 của, của thằng nào Đỉnh này là N Chuyển về đỉnh B Đáy vẫn là AMD Đáy vẫn là AMD Như vậy chúng ta đã chuyển được về cái gì đấy Chóp tam giác B M A D Đúng không? Chuyển được về chóp tam giác B M A D Đấy B A M D Tiếp tục Trong cái chóp tam giác này Chúng ta thấy rằng B, A, D Đều là các đỉnh của cái thằng chóp tứ giác đều rồi Còn mỗi thằng M này thôi Như vậy chúng ta lại chuyển cái điểm M này Lên làm gì? Lên làm đỉnh M, A, B, D Đúng không? M, A, B, D Như vậy đây các bạn thấy rằng M, A, B, D Điểm M này các bạn đẩy nốt về điểm gì? Đẩy nốt về điểm S Thế là xong phim Đúng không? Thì đây các bạn thấy rằng MA trên SA bằng 1 phần 2 MA trên SA bằng 1 phần 2 Đó Nên Thể tích của thằng này Số 1 phần 2 Số 1 phần 2 đi nhá Đấy của thằng này này Nhân với 1 phần 2 Của Của thằng nào Đẩy điểm M này Về điểm S Chúng ta sẽ có S ABD Đó Các bạn thấy không Như vậy với cái kỹ năng đẩy điểm Chúng ta chuyển được Từ AMNP Giờ nó đã chuyển thành SABD Theo tỷ lệ bao nhiêu đây 1 phần 4 Hơi khó đúng không Đấy, Khuyên các bạn này Thực ra cái kỹ thuật này ấy, Với những ai mà nhìn nhanh ấy, Siêu nhanh luôn Nhưng muốn nhìn được nhanh thì công lực nó phải mạnh một chút Do các bạn mới học nên các bạn cảm thấy làm sao? Hơi khó Nhưng thầy vẫn sẽ trình bày cách này vào Để cho những bạn học ở những phần trước rồi này Kết hợp với việc làm bài tập Quay trở lại xem lại phần này Thấy sướng ách vô cùng luôn đấy Và phòng thi trong khi chúng nó đang phải tính theo cách một Chúng ta vừa trình bày Rối bùng nhùng Chúng ta áp dụng cái quy tắc Chuyển đỉnh cắt bánh đấy Chúng ta đẩy các cái điểm này về các cái đỉnh đặc biệt của cái chóp tứ giác này nó sẽ chuyển về cái dễ tính hơn rất là nhiều nhá nào, như vậy thằng này sẽ bằng 1/4 của SABD. Thì S ABD, các bạn nhìn thấy không? SABD so với SABCD. Tức là so với cả cái thằng này này. Thì nó bằng bao nhiêu? 1/2, đúng không nhỉ? Bởi vì diện tích đáy của thằng này bằng 1/2 diện tích của cả cái hình vuông này. Như vậy cuối cùng chốt lại chúng ta sẽ có thằng này sẽ bằng 1/4 nhân với 1/2 chúng ta sẽ được là 1 phần 8 V của SABCD Đó Khi nào chúng ta học đạt đến cái đẳng cấp là Từ cái hình này Đẩy được về hình này đấy Và hình này tính thể tích làm sao đấy Siêu dễ rồi, đúng không Nó sẽ bằng 1 phần 8 Thể tích của SABCD bằng 1 phần 3 Nhân với SO Nhân với diện tích của ABCD Và đến đây ở đây Chúng ta lắp vào công thức chúng ta sẽ được Cái này sẽ là 1 phần 24 SO chúng ta vừa tính được nó chính là bằng a căn 6 trên mấy trên 2. Còn diện tích tam, à, diện tích của hình vuông ABCD chúng ta sẽ có cái này xong bao nhiêu? A bình. Và chúng ta sẽ được kết quả là a căn 6 trên 48, a mũ 3 căn 6 trên 48. Và đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án gì? Đáp án C. Đó, các bạn thấy không? Như vậy đây các bạn thấy rằng cái việc mà thầy phân tích này này. Đấy để phân tích cho các bạn hiểu. Nó mất hơi nhiều thời gian. Còn trong cái quá trình đi thi, các cái bước này nó xảy ra trong đầu các bạn Rất nhanh thôi Nếu các bạn hiểu bản chất của nó thì các bạn thấy làm sao đấy Đẩy cực kỳ nhanh Từ một cái thằng nằm rất là lửng lơ Về ngay cái thể tích của khối chóp SABCD Các bạn hình dung nhỉ Như vậy buổi học ngày hôm nay Chúng ta học một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật chuyển đỉnh cắt bánh Nếu các bạn hiểu được cái tư tưởng của nó Thì các cái bài toán liên quan tới tính thể tích Của các cái khối chóp Đấy nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, đặc biệt là các cái khối chóp nó nằm ở phía trong, đấy nó bị cắt đi. Đỉnh nó không phải là đỉnh S nữa, có thể đỉnh một đỉnh nào đó. Hoặc diện tích ở đây đấy không phải là tam giác ABC nữa, mà là một cái tam giác nào đó nằm ở phía trong tam giác ABC. Thì các bạn nhớ hãy luyện tập các bài tập uh, thầy cung cấp để cho chúng ta tăng cái phản xạ tốt hơn với những dạng toán này nhé. Buổi học ngày hôm nay, thầy xin tạm dừng tại đây. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau nhé.